Mình là attacking à. Attacking. Careful of the edges. Not sure if I could catch you in time if you fell off. I mean, cái mép này tao hay còn lại một mình lắm. Lúc nào tao vô không đặt cái đó. Trước mặt dễ bắn hơn. Đặt trước mặt tự bắn đi. Bên hông cửa thì nó khó hơn nên là tao đặt. Đặt đấy. Chạy vô rồi. Cảm ơn mà. Spike down B. Trời mình kích hoạt mà ở ngoài tao bị dính ké luôn mới ghê nha. Last player standing. Rất chiếc vườn cái rất chiếc vườn cái tiếc lạng đi. Đi A đi. Continue to give us vision silver. Được, đã có ADS rồi. Tao mày thứ hai là tao có rồi. Không cần đợi lâu. My gun. Trời, tao nghĩ mà tao được bắn cái tiếng xuống kia. Nó ra. Chết. Bị hai. Từ từ. Ủa sao không vô đi? Hết đạn đụng phỏng đang bắn ở đâu vậy? Trên lầu á. Viên nữa là chết mẹ sao? Cạnh ngoài nha, cạnh ngoài. Trong hầm trong chỗ tôi không container nè. Tôi đặt bom container á. Bên trái mẹ. À ừ đó, có làm được á. Thấy cái đỏ đỏ đi ra không? Ủa không phải ha. Chơi đứng cái đuôi kìa. Spike down A. Bitch man. Má sao đứng cái nồi luôn không thấy. 30 seconds left. Từ từ. Bé ẩn đặt được. Revealing area. Đứng ngay góc cái hốc ở trong đây nè. Last player standing. Nó ngay góc kẹt luôn á, nó đưa cái đầu ra bắn. Nó bơm khói khó chơi quá. Reloading. Tao dò cho là phải chạy vô liền nha. Rush vô. Reloading. Nãy nó giết tao giết nó rồi, tụi kia chưa triển khai kịp đâu. Đừng để, nãy hậu men bên kia bắn một quanh pháp cũng ghê tầm giết 50 rồi. Đúng rồi. Bắn dữ lắm. Má nó cài mẹ rồi. Để có hết tao đặt sói như tưởng nè. Hào vô. Bước trong cửa. Enemy spotted A. Reloading. Plant the spike. Reloading. Reloading.
Từ từ. Đâu bờ này, đâu bờ này. Vô đây, nó thủ kính quá. Từ từ, đẩy vào kìa. Chạy nhanh đi. Từ từ chạy qua chú tâm, tao đứng tao hôn này chưa. Mày giữ luôn cái nào, quăng bóp tao này. Quăng bóp tao này. 30 seconds left. Đù. Chạy nhanh, chạy nhanh. Cố bắn, cố bắn, căng. Đỡ bên, tài lực. Mất tính được là cái dính cái chiêu, chiêu stun, chiêu của hàng kia. Bên nào cũng vậy thôi à. Bên nào cũng vậy thôi. Nó thủ là được, nó chỉ cần tôi bay ấy là nó chạy vô nó canh hết à. Bên B nó có cái chờ hai cái đường hẹp vô chỗ đặt bom á. Kêu cho nó gài đạn đó là vô là mà, cứ... mà có khói tao không thấy tao có đi tao nhảy thẳng vô giữa. À đi đứng cầm cự với nó hồi ủi vô nó dễ. Từ từ. Thấy mà. Khó gì đó. Khó xịn hay không? Ở dưới cái thùng á. Bắn hàng. Bắn cái hàng luôn. Mày nó thủ vậy quá. Mày thủ cứng thì chứ. Má, cứng ngắt luôn. Cứng luôn. Tối rồi, nữa này nọ kia. Không hiểu. Đêm son nó đặt có đúng. Đặt có mà chặt là chết vậy chết. Giờ hai thằng đi đi bê. Thằng nào mầm bơm. Kiểu như tắt ra đi. Tách nó ra chứ nó dồn một ụ gì không được. Mình đi mít. Đi mít đi. Rush vô. Hiểu quá. Ở đâu vậy? Tôi tới nhớ thằng thằng xin. Nó cầm bàn đồ. Race into the spike sites. I need this. Thì đó, mày thấy dấu hiệu rồi đó. Thấy dấu hiệu không? Thấy dấu hiệu chưa? Mày thấy dấu hiệu không? Thấy gì? Nhìn bảng xếp hạng nè. Tao đứng đầu bảng. Má, một ván nan giải luôn. Mày đừng mà giữ bom hơn, mày đừng đi cửa đó. Mày đi. Giữ. Ô, hiểu tao cái âm. Ồ, hơi quá, xây nó heal tao rồi. Má hủ chắc quá đi. Nãy thôi con, phải con mười mấy máu. Hay quá, cầm. Ồ, cầm thuốc trong rồi kìa.
Đi đâu giờ Tâm? Đi A. A hả? A hả? Ok. Rồi tao đẩy vô. Spike trên nè. Đụng. Rồi lên lên lụm bò lên lụm bò lên lụm bò. Ở trên cái trận không xài ở trên nữa. Nó đâu vậy? Nó trên đầu. Trời má. 10 seconds left. One enemy remaining. What? Trời. Quýt chết giết ta. Đuối. Once more into battle. I'm not tired. Are you? Má nãy còn kia bắn lẹ quá. Đây không? B bán đi. Má A thủ cứng nhắc luôn à. Má tụi này triển khai đội hình nhanh thiệt luôn á. Từ từ. Để tôi tách con tròn vô luôn. Thấy nó có còn ở đây. Shock dart. Wall raise. There they are. Ở đây tao canh. Từ từ khoan. Má tụi nó thủ chắc quá, canh ngoài nha. Để tao vô tao mở đường máu vô. Reloading. 30 seconds left. Mà vô đi, vô đi, tao nhảy vô nè. Vô đi hết vào rồi. Vô. What? 10 seconds left. Plant the spike. Reloading. Follow me. Rồi cố gắng thử nha mấy friend. Thử bên tay trái nè. Thử bên tay trái, thử bên tay trái. Cảnh hết bên đó. Kệ mày. Cho nó thấy luôn mày được sao đâu. Là biết. Hay quá. Không, mấy cái con nó đốt giá kè hết được. Bữa tao bị. Quá. Rất vô, nó tôi cho. Phá hỏng đội hình liền. Cái con Omen bên bển nó đặt cái đường cường, nó đặt mấy cái khối cực kỳ khó chịu luôn. Well, I mean, someone's got to grab the spike, right? Find the weak point and break it. Lúc mà tao chạy vô tao ùa vô nghe mày phải ập vô liền, đừng có sợ cái gì đó. Spike down, B. I have the spike. Reloading. Reloading. Wall race. Your duty is not over. This feels different. Oh, chặn mẹ rồi, giờ đi đường khác vô thôi. Má dính cái chuyện đặt camera hay quá. Shock dart. Heal up, squad. Revealing area. You will not kill my ally. Reloading. Hawkeye. Chụp viên cuối nhờ cái đài. Hồi sinh mẹ.
kìa. Hawk out. Sau lưng, sau lưng. Last player standing. Spike down mid. Bọn này bắn dữ quá. Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. À, hết đạn. Ê, nó súng rồi. Cho tao cái súng bên đầu này. À, tụi này thủ cứng quá. Thua luôn á. Bộ đúng ghê luôn á. Không nhận luôn á. Còn bên đó cypher đồ đặt. Camera đồ đúng hay luôn. Bắn tay đâu em cũng sợ. Mẹ bắn bao cái thằng nó xỉa mình. Đuối, ơi là đuối luôn. Lần nào gì. Nãy giờ tặng tao phá không mà. Nó đã đặt cái chỗ đó. Cái chỗ kia không. Nở hôm mát cục khói. Vậy cứt luôn. Cạnh ngoài tầm. Ở đường máu đi, Mima ơi. Tao đặt, tao phá luôn camera. Bang. Giữ chứ. Spike down mid. 30 seconds left. Má gì mà hai ba đạn đi. Tao đang bắn mà cứ thằng này che đạn cho thằng kia không à. Tỉnh. Đẩy mít vô, hay đẩy mít vô lộn như kìa. Bắn thua mình phải kiếm cách quá giải được nó rồi chứ. Ví dụ như mốt gặp trường hợp nó gì đó mình đỡ hơn. Chứ mà khỏi hỏi dân mày nói go mít là được rồi. Nào cầm bom đó đi đâu à, đó đi đâu là đi đó. Found them. Found one. Được chú ý. Ôi, ba này. Trời, ngân ông tránh mày mày. Không biết nè, đây nè. Có xử cả đám rồi, còn thằng nữa. Khi mà tiến công vô mày phải tách ra mấy cái ngõ đường còn lại. Giống như lúc tao bay đi á, tao phải lại tao thủ làm sao là vậy á. Rất là mệt. Rất là mệt mỏi với tụi này luôn. Đừng có giỡn. Đục tường. Nhảy đâu ta? Hay quá. Enemy spotted A. Ô, âm liệu vậy. Ý là liệu sao mà dám đi mình qua đó.
trên lầu anh. You should run. Nó đứng ngay cái tầm á. Chưa gì mà. Hết đạn mẹ luôn rồi. Mở đường máu đi vô. Lấm súng, nổi. Vô lẹ. Trời ơi. One enemy remaining. Đẻ quá. Thôi à. Trời ơi, ông nội. Nó đi xa kìa, bơm bị sao á. Tao đi vì cái chạy tao tao đi, sao mà mày sợ vậy? Tao cái súng này. Cái này tao tốn súng quá. Nó gánh còng lưng luôn. Má tao vừa phải gánh mà tao vừa phải ban phát mua súng cho tụi bay nữa. Tụi bay bào tao đúng lên. Cái dáng nàng xin kêu anh đồ, dáng thằng anh Tùng. Má. Mẹ cầm anh Tùng xô quá. Scanning ahead. There they are. Reloading. Sao lên đường rồi? Ủa? Nào lên đường vậy? Bắn cái trâu gì mà lên đường vậy? Our spy carrier is dead. Trời! Thôi luôn. Bắn hay quá. Tâm chết đâu vậy? Một lít thôi. Nó thủ cứng quá, bắn không được luôn. 30 seconds left. Last player standing. Thủ mà nó không bỏ vị trí luôn, đứng đúng chỗ. Thôi được rồi, mình quá mình ráng mình thủ lấy lại danh dự mới dám. One of my creatures. It's a good thing, all right. We'll figure out what they do eventually. Đồ mẹ nó, bắn một cái đơ. Ghét ghê. Cái lính thu hên xui mà. Má lời nguyền luôn ấy. Tụi bay cho tao đứng đầu bảng cách huy hoàng xíu thôi. Thường người ta chết thì mày sẽ bắn được nhiều lại. Người ta còn sống thì mày sẽ không bắn. Quá. Mà ta sẽ chết thì sẽ thua. Don't give them ground. Mà đó tụi bắn nào cứng ta nha. Kinh. Được làm sao ship kỳ quá, ship được hai ngu mình. À, chạy qua đi. Không nghe tiếng chân. Rồi A nè, thấy được quan chiều. Spike down A. Hay quá. Trời ơi. Má, cái con bơm còn cái bộ bắn bộ đạn ghê vậy chứ. Spike planted. Mấy thằng đầu tiên mà có con kêu trôi bắn bất lợi quá. Ô. Má. Anh này lột dòng nữa. Họ đi cò bắn phát hiện này. Kill their omen. Yeah. Highlight. No. No. Trời ơi, có highlight rồi. Rồi. Khô máu luôn, lục lai mà đéo kịp cho lắm. Cái nữa
Hay quá. Chết là phải phong cách vậy không? Chết là phải phong cách. Trời ơi, chết dữ. Nó cầu. Nó cầu nó nhường. Đéo nhường mày đâu. Cái nãy tự nhiên xuống bị con boss nó xịt cho mấy miếng máu. Đúng rồi, nãy bắn thua kia cứ cho là tại vì đụng boss nó giết cho mấy miếng máu luôn. Mấy. Mày sao? Mình tao A sao? Ờ để tao qua A, qua A chung mày. Ờ để canh nó đi. Rồi A rồi. Nó xối không thấy đường bắn. Hay quá. No. Ngáo luôn á. Má nãy tao qua trễ quá. Vô hôm mẹ rồi. Mình chết rồi. Để tao qua với tầm. Nó bắn cũng bình thường tại vì nó có mấy thằng bồ nó đúng không? Nó có mấy nó... Để chút thấy nó mà tại mấy bộ bắn tích tích ke như đồ dữ lắm. Không có bơm hay là cũng lúc. Trời ơi, chết rồi. Quá trời luôn rồi. Mẹ đóng cửa nữa đi. Từ đây. Nhanh ghê luôn á. Bắn dữ lắm. Ăn nó thay gì đặt tường đi. Rồi vãi cứt luôn. Bắn kẻ cái này. Bên đó tụi nó quăng chiêu rồi tích. Mấy nó chơi nhục đội. Chơi lâu năm với nhau vậy.